Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Messi cảm thấy sốc khi phải chia tay Barcelona. Lionel Messi chưa đưa ra phát ngôn nào về việc không được Barcelona gia hạn hợp đồng, nhưng báo giới Tây Ban Nha tiết lộ ngôi sao Barcelona thực sự cảm thấy sốc. Tờ Diario Sport ở xứ Catalonia tiết lộ Messi đã không khỏi ngỡ ngàng vì quyết định gây sốc của Barcelona. Messi chưa có phát ngôn chính thức hay một sự chia sẻ nào trên mạng xã hội, nhưng ngôi sao người Argentina cảm thấy thất vọng, Lionel Messi tin rằng tương lai sẽ được giải quyết trong tuần này. Khi ấy, anh sẽ trở lại hội quân cùng đồng đội và tập luyện để bắt đầu mùa giải mới. Cha của Lionel Messi, ông Jorge Messi có mặt ở Barcelona để hoàn tất thỏa thuận và hai bên sẽ ký hợp đồng mới. Lionel Messi sẵn sàng giảm 50% lương để tiếp tục gắn bó với sân Nou và giúp đội bóng giải quyết vấn đề tài chính. Tuy vậy Barcelona thông báo họ rất tiếc vì không đủ khả năng để ký hợp đồng với Messi trong mùa giải này, do giới hạn lương mà La Liga áp đặt. Phía Barcelona coi như cuộc đàm phán đổ vỡ và đành để Messi tìm kiếm một bến đỗ mới. Tờ Mando Deportivo cho biết thỏa thuận giữa Barcelona và Messi đã chuẩn bị được thông qua khi đôi bên đều hài lòng với các điều khoản. Tuy nhiên, Barcelona đã bị các quy định của La Liga gây trở ngại, thông điệp của Barca rất rõ ràng. Họ và Messi đều vui vẻ ký hợp đồng, nhưng chủ tịch La Liga Xavi ở T3 dường như không muốn điều này diễn ra. Các câu lạc bộ tại La Liga đang bị đặt giới hạn lương tùy theo tình hình tài chính. Barca bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi quy định này, không chỉ có Messi. Câu lạc bộ xứ Catalonia còn đứng trước nguy cơ không thể đăng ký Memphis Depay hay Sergio Aguero cho mùa giải 2021 -2022. 2022, tờ El Mando tiết lộ Barca có ý muốn buộc tội chủ tịch La Liga hơn là thông báo về tương lai của Messi, khi viết. Không phải Barca muốn chấm dứt với Messi mà họ đang dùng điều này để chống lại La Liga. Theo tờ Marca, Messi vẫn luôn muốn gắn bó cùng Barcelona, đặc biệt anh không có bất kỳ sự liên hệ với một đội bóng nào suốt hai tháng qua. Dù anh đang là cầu thủ tự do khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6 năm 2021, với việc Barcelona không gia hạn hợp đồng, Messi đang rơi vào cảnh thất nghiệp. Ba đội bóng được coi là có đủ tiềm lực để chiêu mộ Messi thời điểm này là Paris Saint-Germain, Chelsea và Man City.